lỗi của nó. Nó xài anh, nó nhảm chứ làm gì đâu, em làm gì có lỗi, nó lỗi gì đây không, gọi là lỗi của nó. Cái này nó cho đi chung cặp bạn đó, lỗi của nó nha, em là nạn nhân, em là nạn nhân. Dạ không phải đâu, chứ lỗi là lỗi của nó chứ không phải em tức tóm em hết. Cái này cũng nãy của anh, em trả lại cho anh. Các cậu làm gì vậy? Các cậu đua xe đó là gây tai nạn là một tội rồi, bây giờ hối lộ là tội nặng thêm biết không? Bây giờ tôi lập biên bản về hành vi đua hối lộ của cậu nè. Thì ông có cái này đó. Con ơi, trời ơi, con ơi, con có sao vậy nè? Sao thì con đi đứng sao mà nãy trời con chạy chủ hết trơn, đau lắm không con? Chứ đâu, mẹ lộn lộn dây chuyền đưa ổng luôn giùm con. Dạ xin lỗi chú. Chào chú. Chú ơi, con của tôi tình hình sao vậy chú? Con của chị tổ chức đua xe gây tai nạn. Con nói với mẹ là con bị đụng xe chứ phải đua xe đúng không con? Dạ có, nó đụng xe, bị đụng xe. Nguyễn thì đua nè. Đây mới đua xe, con chừng chú nhầm lẫn đó chú. Con của cô mới là cái người đua xe là hối lộ người khác nữa. Thôi, để tôi làm việc được không? Ngoài cái chuyện đua xe gây tai nạn, con chị còn đưa hối lộ người thi hành công vụ nữa nè. Trời đất ơi, con ơi là con, tại sao con lại hành động như vậy chứ hả? Tại sao con lại làm ra cái chuyện đó, còn cái dối mẹ nữa? Rồi, con mẹ. Cú cái gì mà cú? Con hư quá, con làm lỗi con không biết nhận lỗi, con còn hối lộ như vậy nữa. Chú ơi, chú thông cảm đi, chú biết sao không? Tôi có một mẹ một con à, mà suốt ngày tôi phải làm ăn buôn bán tảo tần kiếm tiền để tôi nuôi nó ăn học nên người, cốt làm sao để sau này nó được cuộc đời nó sung sướng hơn tôi. Tôi đâu có dè đâu mà tôi làm vậy là tôi tiếp tay cho nó hư hỏng như vậy. Chú ơi, cái lỗi nó có nặng lắm không chú? Nặng hay nhẹ còn tùy vào tình tiết vụ việc và sự thành khẩn khai báo của con chị. Dạ. Với lại á, cái chuyện hối lộ này là tôi cảnh cáo, chứ nếu mà tôi ghi vào biên bản á là tội nặng lắm đó. Dạ, tôi hiểu rồi. Con ơi, con thành khẩn khai báo đi, rồi chú sẽ lo cho, rồi mẹ lo cho con, mẹ hứa mẹ lo cho con mà. Mẹ lo con khỏi tội luôn hả? Khỏi tội cái gì? Mẹ lo về mẹ dạy lại con á. Trời ơi, người ta không có má, người ta tới sao má tôi chưa tới được? Vợ, giờ thằng chưa tới là sao vậy má nhỏ? Con làm cái gì vậy? Con chết luôn đi. Con chỉ cái ông không là ông thành, không là thành. Con ơi là con. Đó, thấy chưa? Mặc dù thấy mấy cái anh này hí hửng mặt cười tươi lắm, nhưng mà thật sự là bao nhiêu người bức xúc. Nó không ảnh hưởng anh đua xe, anh có nó xin lỗi anh chết mình anh đi. Anh gây ra bao nhiêu cái tang thương trên con đường đi đó. Nhất là tập trung về đêm, rồi từng tốp, coi như là gầm rú, coi như là mình thấy sợ luôn. Mà đặc biệt nha, tôi phê phán những cái người ngồi sau xe đó. Có những cô gái ngồi cười ha hả hả. Cũng có nhiều người á hiếu kỳ, tập trung á là ven đường nè ha, ruột ngồi sau xe cổ vũ, hô hào. Vừa rồi hình như tôi nghe nói là có cái luật đưa ra phạt cái người coi đó. Người ta có câu hay nè, thằng đánh ba roi, thằng coi ba đá gì đó, đại khái là phải phạt cái người coi nặng hơn luôn. Đua xe là hành vi mà cả xã hội đều lên án rồi, không thể chấp nhận được, và cái đó là vi phạm pháp luật rõ ràng. Đúng, ảnh hưởng vậy đến an toàn giao thông, rồi ảnh hưởng đến cái sức khỏe tính mạng của người khác, tài sản của cải nữa. Đó là cái vấn đề rất là lớn. Tuy nhiên trong câu chuyện vừa rồi có hành vi là hai thanh niên này cũng nghĩ lại là mình cũng có tiền, phải không? Rồi á có hành vi gì biết không? Hối lộ. Hối lộ cái người thi hành công vụ, anh công an. Trước khi nói đến cái hành vi hối lộ này, tôi cũng xin nói một chút về những bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì từ con cái nó cũng ảnh hưởng đến bậc làm cha làm mẹ. Có đôi khi những bậc làm cha làm mẹ lo đi kiếm tiền, không quan tâm, không chăm sóc, thậm chí không giáo dục con của mình để cho nó có trách nhiệm và có ý thức xã hội, mà lo đi kiếm tiền rồi quên đi, đó là phải cha mẹ không? Rồi cha mẹ nuông chiều con quá mức, như trong trường hợp này tôi nghĩ là bà mẹ rất thương con. Cuối cùng vỡ lẽ ra con mình nó gây ra biết bao nhiêu tội lỗi mà không biết, lúc đó đã muộn rồi. Rõ ràng cái việc hành vi mà đua xe gây tai nạn giao thông thì đó là vi phạm pháp luật rồi. Nhưng mà ở đây là hai anh thanh niên có hành vi là dùng coi như là tài sản, tiền, tài sản, lợi ích vật chất để mà hối lộ người thi hành công vụ, để cho người ta bỏ qua, tức là người ta không xử phạt, xử lý cái hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nếu nhẹ thì xử lý hành chính. Nghị định 73 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội có quy định là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với những cái hành vi
mà dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để mà hối lộ cho người thi hành công vụ nhằm trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Có nghĩa là nếu mà từ 2 triệu đồng trở lên là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Có khi dưới 2 triệu đồng nhưng mà gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng có, hoặc là hối lộ nhiều lần cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo điều 289 Bộ luật hình sự có sửa đổi năm 2009 thì có quy định là người nào dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng thì bị phạt tù từ 1 đến 6 năm. Trường hợp mà của hối lộ có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên thì phạt tù đến 20 năm tù chung thân. Trước đây á, tội đưa hối lộ có khung hình phạt tử hình luôn. Nhưng mà kể từ năm 2009 sửa đổi bộ luật hình sự thì đã bỏ hình phạt tử hình đối với tội đưa hối lộ. Tuy nhiên tội nhận hối lộ thì vẫn còn hình phạt cao nhất, đó là tử hình. Tôi quan nghênh cái anh công an này. Cái thứ nhất là anh có tính chất răn đe, không nhận hối lộ mà nghiêm minh. Và cái điều đó vẫn có cái dịu dàng nhẹ nhàng của người công an là anh cất đi, nếu không tôi sẽ lập biên bản. Thì cái này, đó là lời khuyên cho những thanh niên. Tất nhiên người ta cũng chưa có ý thức hết được cái vấn đề đó. Người ta cũng nghĩ rằng chắc là dùng tiền hoặc là quà cáp, người ta coi như là quà thôi để mà tránh cái việc mà xử lý vi phạm hành chính hoặc là xử lý hình sự. Nhưng mà họ phải biết được là hành vi đó đó là vi phạm pháp luật, tức là chúng ta sẽ thêm tội chứ không phải giảm đâu. Trong trường hợp người ta hối lộ rồi, rồi sau đó là bị phát giác và ta bị xử lý hình sự, vậy thì cái tài sản hối lộ nó cao như vậy có trả lại cho người ta không? Tài sản mà mình dùng để đưa hối lộ đó thì khi mà giải quyết đó, thì sẽ bị tịch thu xung công quỹ cái tài sản đó. Còn một trường hợp nữa, bây giờ thí dụ người ta đã hối lộ rồi, lỡ hối lộ rồi, sau đó là ta về ta nằm đêm suy nghĩ và nó nói mình sai quá, hối hận quá, mà mình viết cái đơn tường trình báo cáo là cái việc đó là hôm qua tôi có hối lộ cho ông A gì đó mà hôm nay tôi hối hận quá tôi xin lỗi, vậy thì có được giảm cái tình tiết, giảm nhẹ trong cái điều đó là rất là tốt. Khi mà mình đã chủ động đưa hối lộ cho ai đó mà mình chủ động khai báo, mình thú nhận tất cả trước khi bị phát giác nha, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự, tức là được và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã đưa hối lộ. FPT F99 3G mới với kho ứng dụng Việt miễn phí App Store luôn được cập nhật, hàng ngàn bản nhạc hay, hàng trăm game hấp dẫn và những kết nối bạn bè đầy thú vị. F99 3G 2 SIM mới, điện thoại của bạn, cuộc sống của bạn. Một đội bóng hay cần tạo ấn tượng mạnh. Cổ động viên luôn kiếm tìm cảm giác phấn khích, một cảm giác không thể giả tạo. Họ đòi hỏi chất lượng, phong độ ổn định, mạnh mẽ. Cũng như Pizzo Rock của tôi vậy. Bạn không cần giá quá cao để che mắt cổ động viên, nhưng vẫn tạo ấn tượng bằng chất lượng bia đẳng cấp quốc tế. Zorock, tạo ấn tượng. Đến giờ uống Yakult buổi sáng rồi. Ngon quá, Yakult. Sữa Yakult có khuẩn LKC Shirota, giúp tăng cường khuẩn có lợi. Mỗi ngày, Yakult. Yakult. Tôi với anh Linh làm câu chuyện này thì cũng nhiều năm rồi. Và anh coi như cũng là luật sư của công chúng cùng với tôi coi chia sẻ giải quyết nhiều vụ kiện rồi. Hôm nay có một cái câu chuyện cũng khá rắc rối. Tôi cũng mong anh chia sẻ để tiếp tục giúp đỡ tôi. Chuyện gì tôi cũng xử được hết trơn. Tôi xử giải quyết biết bao nhiêu chuyện. Dân sự, hình sự, hôn nhân, đất đai gì cũng được hết không? Đâu chuyện giàu khó cái nào tôi cũng giải quyết được hết. Rồi chuyện như thế này. Trời ơi, vô thì cũng phải lên tiếng một cái. Dạ, thì cậu làm cậu cũng hấp không? Nước nè cậu. Vô. Dạ, chị uống nước. Xin lỗi, không khát nước. Dạ. Nhà này tôi đến đây tôi uống nước mấy chục lần rồi mà tiền không có là sao? Trời đất ơi, nè, mà tôi cảnh cáo với anh nha. Cái đơn tôi gửi ra tòa rồi mà tòa chuẩn bị kêu anh lên tòa xử đó nha. Dạ, biết rồi. Nhưng mà chị cũng biết á là tôi làm ăn thua lỗ
Với lại tài sản của tôi vẫn còn mà, chỉ có để thông thả rồi từ từ tôi sẽ gửi lại cái tiền mà tôi thiếu nợ chị ha. Còn hả? Hèn chi á, bữa giờ con thấy công an á gửi thư mời cho cậu hoài à. Trời ơi, mày nói gì vậy hả?